Hi, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với một podcast review phim khác của Phúc. Và bộ phim Phúc vừa mới coi xong luôn. Mà đáng lẽ tính là về nhà mới review, nhưng mà hả, đi ăn đó là phải hứng quá review luôn cho mọi người. Đó là phim Alienoid, Cuộc Chiến Xuyên Không. Thì đây là một cái bom tấn của Hàn năm nay và được đạo diễn bởi Cho Đông Hun. Thì bác này là một người giống như kiểu Michael Bay của Hàn Quốc á, và bác này chuyên môn làm bom tấn. Những cái phim của bác này thuộc dạng đắt tiền không? Nếu như mọi người nhớ hồi xưa mình cũng có phim là Biệt Đội Siêu Trộm, có nguyên một dàn sao của Hollywood, có nguyên một dàn sao của Hàn Quốc, từ anh Lee Chung Che, rồi chị Kim Hee Soo, rồi cả Chung Chi Hoon cũng có đóng luôn. Và sau này bác này có một cái phim là Assassination, và năm nay bác này trở lại với một cái phim là phim Alienoid này. Thì phim này á, tại sao mình gọi bom tấn Hàn, tại vì á, cảnh nào của nó nhìn nó cũng mắc tiền và nhìn nó rất tốn tiền, từ hình ảnh, quay, kỹ xảo và đều gọi là chuẩn của Hollywood luôn. Và khi mà xem thì mình cảm giác mình đang coi một cái phim Hollywood của Michael Bay chứ không phải là phim của Hàn Quốc nữa. Và xem trên màn ảnh IMAX và nói là rất là đã và rất là động tính giải trí luôn. Nhưng mà bác này hơn được Michael Bay một điện ảnh Hàn, hơn được điện ảnh Hollywood ở một chỗ, đó là về kịch bản. Michael Bay kiểu á, làm phim là thích cho nhân vật nào vô, miễn là phục vụ cho cái việc gọi là đưa nhiều sao vô cái phim mình càng nhiều càng tốt và nhận tiền. Ví dụ như Lăng Xê sao nào đưa vào, nhưng mà Cho Đông Hun á thì nhân vật đưa vô là có lý do, và nó có một cái phần quan trọng nhất định trong cái tuyến chuyện của phim. Có thể ban đầu mình coi mình sẽ thấy nó thừa, nhưng mà càng coi về sau là nó giải thích đầy đủ những cái nhân vật đó tại sao có trong phim này luôn. Thật ra thì phim cũng khá là dễ đoán, nhưng mà cái đoạn đầu á mình đoán được là một phần, nhưng mà phần nữa còn lại thì bác này lật được mình và gần như là lật được đa phần mọi người luôn. Đó là lý do của cái bộ phim, nhưng mà mình sẽ không spoil đâu, tại mọi người phải ra rạp coi phim này. Cái dàn diễn viên thì gọi là cũng rất là đẹp và chọn toàn là những gương mặt trẻ mà nổi tiếng của Hàn, không mà kiểu Kim Woo Bin với lại là Kim Terry, rồi anh So Ji Seop cũng dạ vào một cái vai cameo nhưng mà không được, mà gọi là vai gì ta, vai phản diện. Và những nhân vật mình tưởng nó chỉ mời vào cameo cho vui á, nhưng mà đều có vai trò hết nên xem nó rất là ổn. Mặc dù nó còn một số lỗi về logic thôi, nhưng mà kiểu bom tấn như vậy thì mình không cần phải nói tới logic đâu, cứ vậy mà coi ha mọi người. Nói chung là khi mà xem phim này ở ngoài rạp á, mọi người coi màn hình càng bự càng tốt để mình thấy rõ hết được là cái độ mà gọi là đầu tư của bên Hàn như thế nào, bom tấn như thế nào. Mà kiểu mình nghĩ là trước giờ mình coi phim Hàn á thì cái phim mà nhiều kỹ xảo bom tấn nhất thì không có phim nào qua phim này đâu, thực sự là như vậy luôn. Và cái câu chuyện xuyên không trong phim này nha, không phải là một câu chuyện mà nghĩ ra cho vui đâu, mà nó có cái gọi là gì ta, có cái tính toán rất là rõ ràng luôn trong nhân vật luôn đó. Rồi nói chung là rất là nhiều thứ mà mình mà nói được, mà mình mà nói nữa thì nó sẽ spoil hết phim. Nhưng mà nếu mà mọi người thích cái thể loại bom tấn á thì mọi người cứ ra rạp và xem, tại vì phim này rất là giải trí luôn, coi cười. Mặc dù phim hơi dài nha, 2 tiếng mấy, nhưng mà coi nó rất là giải trí và nó gây cười liên tục luôn, từ nhân vật chính đến nhân vật phụ, không có tốn thời gian luôn á. Thì hết rồi, nói nữa mình sẽ spoil phim ha. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Thì mình cũng từ cái video này mình cũng xin nói luôn là review phim là một niềm vui. Thì mọi người coi phim mình, coi mình review và xem phim về mình thích hay là không thích mà có thể chia sẻ cho mình thì mình đều đón nhận hết. Giống như vừa rồi mình rất là cảm ơn mọi người đã cũng kiểu chia sẻ cảm nhận về phim Tù Nhân 2037, tại vì có nhiều bạn không đồng ý với mình và mình kiểu ok, các bạn nó cũng khám phá ra những cái góc riêng, góc nhìn của các bạn. Mình rất là tôn trọng điều đó và cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Và nếu như thích video này hãy cho Phúc một like và nhớ bấm vào nút theo dõi để mà xem những video review phim mỗi tuần nha. Rồi bây giờ thì Phúc phải ăn xong cái này để Phúc còn đi về nữa. À quên, mọi người ơi, khoan tắt video xin dừng cho là 2 giây. Thì hồi nãy mình gấp quá mình quên nói. Mọi người coi phim xong á, nhớ ngồi lại lúc mà chữ hiện lên tầm 1 phút thôi là có after credit nha mọi người. Sẽ rất là quan trọng cho phần sau luôn. Và bộ phim này sẽ có phần 2 vào năm 2023, đó là ấn định của nhà sản xuất luôn rồi. Nên mọi người nhớ để ý phần này là chúng ta sẽ được giới thiệu và set up nhiều nhân vật. Nên chúng ta nhớ quan sát kỹ nha, để tới phần 2 chúng ta vào câu chuyện, gọi là câu chuyện quyết định luôn nha mọi người. Ok, cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Bye bye.